Xin chào các bạn, hôm nay Sống Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn cho một cái trường hợp là tình chị duyên em. Đại loại là cái kiểu dạng như là em rể với chị dâu. Hai anh em lấy hai người xa lạ. Đó, các bạn hình dung ra không? Hai anh em ruột, hai anh em ruột. Anh á thì lấy cô vợ. Em á là em gái thì lấy một cái người đàn ông gọi là chồng. Đây, chị dâu em chồng gian díu với nhau nhiều năm. Chị dâu em chồng những cái mối tình như vậy á, thì nó đi về đâu? Chị dâu em chồng chị dâu sẽ đi về đâu? Nó không có đi về đâu hết mà nó đi vào những cái sự đau khổ và bế tắc. Những cái mối tình mà bất luân như vậy, nó không phải loạn luân nha các bạn. Bất luân tức là bất chấp luân lý đạo thường, tức là những người mà cố chấp sống sai, rồi vì cái sợi dây tình ái đó, rất là nhiều vụ án tại Việt Nam. Bạn sọt lên thử tìm không? Chị dâu em chồng, chị chồng em dâu, đại loại là những cái mối tình mà kiểu bằng hai anh em ruột hoặc là hai chị em ruột lấy nhau, lấy hai người khác. Thì sống một thời gian, không biết làm sao mà vợ của anh á, thì lại thích và yêu và lén lút quan hệ tình dục với đứa em rể. Hai người cứ dấm dẳng đi như vậy. Khi mà xác định ra cái vấn đề tình địch của mình lại là cái người trong nhà, thì thực tế ra mà nói á, thì những cái vấn đề này rất khó nói nè. Khó nói là sao? Tại vì không biết bắt đầu từ đâu. Dàn xếp á, thì cũng khó lắm. Tại vì mắc kẹt. Cái người anh á, biết vợ mình á, thông dâm với cái đứa em rể, nói ra thì sợ em gái mình nó biết, nó đau lòng. Rồi có những người vợ ở trong cái trạng thái là mê em rể quá, đầu độc chồng chết luôn. Đó. Trong những cái tình huống khi mà người ta đã không còn muốn ở với các bạn nữa, khi mà những cái mối tình mà bất luân thường đạo lý như vậy mà can không được á, thì bạn phải nên mạnh mẽ ly hôn. Không phải là mình ghét họ mình ly hôn, mà bởi vì mình phải suy nghĩ xa hơn, là cái vấn đề này nó có thể phát tác đến cái vấn đề là hình sự. Tại vì khi mà người ta yêu nhau đến mức mà người ta nghĩ là cần phải khử một ai đó đi để mà người ta được toại lòng như ý, thì cái vấn đề là trở nên nghiêm trọng rồi. Và còn thêm một cái sự việc nguy hiểm hơn nữa đến tính mạng của nhiều người, đó là gì? Khi hai cái người mà gọi là gian vu dâm phụ này nè, người ta ở với nhau mà người ta bắt đầu cảm giác như là một trong hai người đó muốn rời bỏ, tức là chị dâu muốn ngừng hoặc là em rể muốn ngừng, mà hai người đó, một trong hai người muốn ngừng mà cái người kia không cho. Không cho thì phải làm sao? Khi mà cái đối tượng bạn đời, cái câu chuyện này là câu chuyện bốn người rồi. Hai người này đang thông dâm với nhau. Dâm có nghĩa là gian phu dâm phụ đang hoạt động với nhau, nhưng mà hai người này không biết. Bây giờ một trong hai người gian phu dâm phụ này muốn ngừng, mà một trong hai người gian phu dâm phụ này lại không muốn ngừng, bắt tiếp tục, thì người ta sẽ nghĩ đến cái chuyện là sao? Khử nhau để làm gì? Để mà không có lộ ra cái bí mật này, để không ảnh hưởng đến hai người bạn đời còn lại. Đó. Cái sự việc này á, ở đất nước nào cũng có. Đó. Vì những cái mối tình mà nó bất luân thường đạo lý như vậy, nó thường đem đến những cái sự ghen hờn, oán hận, hoặc nó mang cái tính gọi là độc ác. Vậy sao? Không có nghĩ ra được cái cách nào để mà tháo gỡ. Cái người ta đã muốn ly hôn với mình, nhưng mà mình không có ly hôn với họ, mà mình cứ yêu họ trong một cái trạng thái tức giận, sân si và sẵn sàng coi như ra tay bất cứ lúc nào. Thì cái người đó đến một lúc mà vào nhà đá rồi mới tỉnh mộng, mới nghĩ rằng tại sao mình lại làm như vậy. Rồi con cái mình nó như thế nào? Có nhiều người á hả, ở Việt Nam mới xảy ra cái vụ gọi là em rể với chị dâu xử nhau ở trong khách sạn. Có nghĩa là em rể giết chị dâu ở trong khách sạn. Sau đó làm sao? Sau đó rồi cũng chạy ra ngoài đường để mà tông vào chiếc ô tô để mà tự sát. Nhưng mà bất thành, ô tô nó thắng kịp. Tất nhiên là cũng có thương vong đó, thương tật đó, mang vào cấp cứu thì sống, mà sống cà lạc. Đó, nhiều người ta nói đó là nhân quả. Ngay tại tức thời cái thời điểm đó, nó đã xảy ra những sự việc như vậy.
Vậy thì những cái hoàn cảnh như vậy bạn nên làm như thế nào? Trong cái lúc người ta chưa phát hiện thì bạn dừng lại. Nếu mà cảm thấy không dừng lại được mà không còn yêu cái đối tượng gọi là vợ chồng của mình nữa, không còn yêu cái người phối ngẫu, không còn yêu vợ hay yêu chồng mình nữa, nên ly hôn một cách dứt khoát, rõ ràng. Mình không rõ ràng với cái điều mình muốn cũng không được nữa. Bây giờ mình muốn bỏ chạy mà cái đối tượng kia nó cản lối, nó sinh ra cái sự oán hờn. Tại vì thông thường mình cứ nghĩ là mình vào cuộc chơi là mình ngừng cuộc chơi được. Mình muốn ngừng nhưng mà kẻ kia không muốn ngừng thì họ sẽ tạo ra cái sự bất lợi. Rất là nhiều người gặp nhau để nói lời chia tay. Thật ra cái việc mà họ sát hại nhau đa phần là cái ngày cuối cùng họ gặp nhau để nói lời chia tay. Nhưng mà chưa kịp nói lời chia tay hoặc là nói lời chia tay không được là đã lên bàn thờ rồi. Đó là những cái vấn đề mà tôi nói các bạn. Những cái chuyện tình mà gọi là những cái chuyện tình mà úp úp mở mở, mập mập mờ mờ, chẳng đi đến đâu mà chẳng bao giờ có cái kết luận, chẳng bao giờ có cái ngày bắt đầu, cứ dây dây dưa dưa rồi cứ sống khổ, sống không biết là mọi người có sung sướng được gì trên vài cái phút giây trên giường hay không. Quật nhau mấy phút ở trên giường, mấy giây trên giường xong rồi về nhà rồi đêm nằm thì thao thao thức thức, rồi con người cứ rối loạn bần thần, sống với chồng thì cũng không an, lúc nào cũng phải mang một cái bộ mặt giả dối. Tại vì sống với chồng mà cứ đi ngủ với người đàn ông khác thì cũng thấy mình không có được trong sạch. Đàn ông cũng vậy các bạn, ví dụ như là ngoại tính vậy, cứ lúc nào cũng lấy la lấy lút, mặc dù cái mặt đó là coi như là đeo một cái bộ mặt nạ, coi như không ai biết mình là cái kẻ xấu. Có nhiều người ngoại tình mười mấy năm không ai biết, tại sao lúc nào cũng che đậy mình vì một cái vẻ học thức, hoặc là mình rất là đoàn hoàng đạo mạo, nhưng mà cái kim trong bọc nó có ngày lên xì ra, không bao giờ có cái chuyện gì mà êm xuôi hết. Có thể là mọi người biết hết nhưng mà bà vợ bà không biết. Nhưng mà bà vợ nào mà không biết hoặc ông chồng nào không biết vợ mình ngoại tình thì chúc mừng cho người đó. Không biết cho đỡ đau đầu, còn biết vào mà không giải quyết được sự việc nó càng đau đầu hơn. Các bạn hiểu ý tôi nói không? Thế nên là khi mà bạn đối diện với một cái khối u, một cái cuộc phẫu thuật mà bạn không phẫu thuật, thì rõ ràng là cái khối u đó nó sẽ làm cho cơ thể của các bạn ngày càng tiêu tụy, nó suy kiệt bạn đi. Bởi sao? Bạn cố gắng giữ nó, mà trong khi đó là bạn biết thừa là khi mà bạn giữ nó, bạn nuôi dưỡng cái nỗi đau và cái lòng thù hận như vậy, thì nó càng phát sinh ra cho bạn những cái sự tiêu cực. À, nếu bạn không giải thoát được khỏi cái tâm lý tiêu cực nó đang đè nén, nó làm cho bạn, nó thôi thúc bạn trở thành kẻ xấu, kẻ ác. Đó. Thế nên là cái câu mà tôi nói thuận theo tự nhiên là lối sống của người trí tuệ. Chồng của mình đến với mình mà không yêu mình, mà yêu người thứ ba, mà người ta nói với mình rằng tôi muốn ly hôn, thì bạn nên ừ. Đó. Chứ không phải là trói buộc mình vào trong cái chuyện đó, chạy theo chồng năn nỉ. Bạn mà ngoại tình thử xem, người đàn ông mà biết bạn ngoại tình hoặc là nhắn tin tình yêu tình ái với người ta, ta dẹp bạn rồi, không cần phải đi đến van xin bạn chi cho nhiều. Nên là người đàn bà thông minh hãy sống theo giống như cái cách mà người đàn ông đã đối xử với bạn. Người đàn ông đối xử với bạn ra như thế nào, bạn đối xử với họ như thế. Người đàn ông không yêu bạn, bạn dẹp luôn người đàn ông đó, có thế thôi. Còn nếu mà các bạn sống mà không cần tình yêu, mà tương xanh với nhau, thì bạn không cần quan tâm đến người đàn ông đó như thế nào đó. Bạn chỉ sống trong cái thế giới của bạn thôi. Bạn không cần phải nghĩ nhiều, bởi nghĩ nhiều cũng không có giải quyết được sự việc. Bởi bản chất người ta đã không có nghĩ đến bạn, thì bạn đừng có nên nghĩ đến họ. Và cũng đừng có đẩy mình vào trong cái tình huống là phải giết người ta. Giết người ta mình đứng gì? Vào nhà đá. Rồi sao? Con mình ảnh hưởng, gia đình mình ảnh hưởng, tiền mình phải đền bù cho gia đình họ, thậm chí cha mẹ mình còn phải bỏ tiền ra để mà đền bù cho gia đình họ nữa. Đấy là những cái vấn đề mà gây ra tổn hại, danh dự mất đi, người thì vào tù, kẻ thì mất mạng. Chẳng hiểu là cái mối tình đó nó đem lại ích lợi gì cho những người u mê mê trong những cái mối tình như thế. Không hiểu được là người ta tại sao mà lại mê đắm cái tình dục, cái dâm dục đến một mức mà lúc nào cái đầu cũng cứ cúi nặng xuống cái bộ phận sinh dục để nghĩ về những cái vấn đề mà làm bậy làm bạ vậy. Chính dâm trong hôn nhân thì lý do đơn giản là chán nhau sao? Nói ra một cái điều thật là thô thiển, túm lại là nó như thế này, thô thiển mà nó có thực. Vợ đẻ con một lần là đã thấy rộng, hai lần thôi giống hệt như là chán rồi. Bây giờ thấy không ổn, tìm cái người nào đó thỏa mãn mình hơn, chỉ vì đi tìm món ăn ngon, rồi cuối cùng ăn nhiều quá nó quen, ăn rồi nó nghiện, rồi muốn ngừng ăn thì cái đối tượng kia nó bắt mình phải ăn, không ăn thì nó ép, rồi nó khống chế, rồi cuối cùng hai người bắt đầu rơi vào cái thế là một là muốn bỏ chạy, một là muốn níu kéo, cứ giằng qua giằng lại vậy. Thế nào cũng có một ngày khử nhau, đánh nhau, rồi vì cái lợi ích của mình mà diệt nhau luôn.
Đó, suy ra cho cùng á, thì tất cả mọi người cũng chỉ vì lợi ích mà đến bên cạnh nhau. Tất cả mọi người đến với nhau để mà trả những cái nghiệt duyên của mình tạo ra từ một cái đời kiếp nào đó, hoặc là ngay trong cuộc sống hiện tại cũng vậy. Có nhiều người nha, rất là yêu nhau. Tôi á, đi về Việt Nam tôi nhìn thấy nhiều cặp vợ chồng á, đến những cái khu mà resort để mà chụp hình á, cô dâu đồ này nọ kia tung áo cưới đồ này nọ dưới biển này nọ kia. Tôi nghĩ này nè, ngày hôm nay á, chúng cười cười nói với nhau như vậy đó, mấy bữa sau á, chúng ở với nhau hoặc là vài chục năm nữa họ ở với nhau, mà họ ở mà thấy không có đẹp á, nhiều khi họ đem hình cưới họ xé, hoặc thậm chí họ đốt luôn, hoặc là thậm chí mấy bữa nữa là nhẫn họ đeo trên tay họ tháo ra họ giục bồn cầu luôn á. Tại vì sao? Càng sống với nhau lâu người ta lại càng trở thành một cái người như vậy. Nếu mà bạn nhìn thử một cái cuộc tình lúc đầu tiên họ đến với nhau, họ mong ước là đem những gì tốt đẹp đến cho nhau, nói những lời phải nói là ngôn tình xến xúa vô cùng, không có anh em có thể chết đi, à, hoặc là những cái câu là anh không có muốn mất em, anh có thể mất mạng nhưng không bao giờ mất em. Trời đất ơi, những cái câu ngôn tình nó trong sách phải nói ngàn lời mỹ miều, nhưng mà khi mà sống cùng với nhau xem, chúng tính toán với nhau rồi, à, rồi bắt đầu gian lận với nhau, tại vì tiền vợ tiền chồng đưa cho nhau là giấu thủ két để riêng, tất cả những cái xấu bắt đầu nó mới hình thành, nó mới cấu thành trong lúc sống chung. Tự nhiên mình nhìn thấy một con người đang ở trong một cái trạng thái yêu thương thế này mà biến thành một cái người tồi tệ tầm thường, bẩn thỉu đê hèn, mình thấy ghê không? Tình yêu làm gì có trong những cái vấn đề như vậy. Ngày xưa chúng nói rằng không lấy được nhau là chúng sẽ chết, nhưng bây giờ chúng sống với nhau là chúng hết muốn chết luôn, mà chúng đi gặp, đi cặp người khác. Bởi vì sao? Không có xứng đáng để mà chúng phải chết nữa. Chúng sống với nhau rồi chúng mới chán. Đó. Bởi vậy nên có những cái câu hỏi mà người thứ ba đặt lên ở những cái video của tôi á, người ta hỏi câu ngắn gọn là chị ơi làm sao để cho em quên được cái người đàn ông đó. Tôi trả lời một câu rất ngắn gọn là em chỉ cần lấy cái người đàn ông đó về làm chồng là em sẽ quên được người đàn ông đó. Là giống hệt những cái cách mà trước đây anh ta cũng tha thiết lấy được vợ anh ta đó. Chứ đâu phải là người đàn bà nào với người đàn ông nào người ta lấy nhau cũng vì lợi dụng đâu. Người ta cũng vì có tình cảm, tình yêu đó, rồi cũng chán nhau. Tất cả mọi thứ nó đều ở một cái quy luật như thế. Có đến rồi có đi, có mới rồi sẽ cũ, rồi có thích rồi sẽ không thích, rồi từ không thích trở thành thích. Đó, những cái vấn đề như vậy. Thế nên là con người nó cái trạng thái cảm xúc nó vậy. Thế nên là bạn kết hôn với cái người tốt thì cái người tốt cho dù ở hoàn cảnh nào họ cũng tốt. Mà bạn kết hôn với cái người yêu bạn á, yêu hôm nay ngày mai họ hết yêu à. Bạn hiểu ý tôi nói không? Thế nên là tình yêu trong hôn nhân nó không hề đủ. Rất là nhiều người yêu nhau mà lôi nhau ra tòa vì sao? Vì không có tốt với nhau, không tôn trọng nhau, không có đủ độ bền để hành trình cùng với nhau, không có thể đồng hành cùng với nhau, mà nghĩ rằng lấy chồng á, lấy nào ngon để nó nuôi mình. Đàn bà chỉ cần đẹp. Trời ơi, đàn bà đẹp vẫn bị chồng bỏ. Bạn hiểu không? Cái này là vấn đề chính yếu á, đẹp cũng không giữ được chồng. Mà không phải lấy chồng ngon mà chồng cũng sẽ ở bên mình. Vậy cái điều gì cấu thành cái sự bền lâu khi mà một cái mối quan hệ dài lâu như vậy? Là do cái người ở trong cuộc á, có phải là người tốt hay không? Có phải là cái người mà suy nghĩ luôn hướng thiện hay không? Và là cái người biết có cái tâm tu hành để giữ vững bản thân mình trước cám dỗ hay không? Hai người tốt lấy nhau, nhưng mà một trong hai người tốt đó đều bị ảnh hưởng bởi vì một vấn đề gì đó. Người tốt vẫn bị lôi kéo ra khỏi cuộc đời của nhau bởi vì có một yếu tố là người thứ ba tác động đến. Thế nên trong tình huống khi mà sống cùng với nhau để mà lâu bền, yêu không có đủ, tôi nghĩ là không có bao giờ đủ. Tại vì sao? Rất là nhiều người yêu nhau mà vẫn bỏ nhau. Và trên thế gian này rất là hiếm có những cái câu chuyện gọi là tình yêu. Cái câu chuyện mà khiến cho người ta cảm động á, là người ta có thể sống với nhau mà người ta không hề yêu nhau kìa. Còn cái dạng mà chết vì nhau á, rất nhiều cặp đôi nhảy cầu nhảy lầu, nó rất là dễ. Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện như thế này. Câu chuyện này là có thật 100% nè. Có hai đứa yêu nhau, tất nhiên không phải tôi rồi, tôi không bao giờ nhảy cầu ha. Có hai đứa yêu nhau, thì hai người này mới không có được gia đình cho lấy, tại vì chênh lệch về bên kiểu dạng như là môn đăng hộ đối ha. Tôi không nhớ là ai nghèo, không biết là cái anh con trai này nghèo hay là cái cô này nghèo. Nên hai đứa nó mới rủ nhau ra cầu, nó nhảy xong. Thì hai đứa nó nhảy, thì á hai đứa không có đứa nào chết. Cái câu chuyện nó mới buồn cười chỗ này, hai đứa không có đứa nào chết. Rồi cuối cùng á, sau khi mà nhảy cầu xong á, là bị cha mẹ nó chửi. Cha mẹ nó vẫn không cho cưới. Rồi cuối cùng á, thằng kia thì đi lấy vợ, nhỏ kia thì đi lấy chồng. Nhỏ kia lấy chồng, sau này á, lấy chồng được chồng yêu thương, cưng nựng. Nó mới tâm sự với con nhỏ bạn thân của nó này: tao rất hối hận vì đã nhảy cầu. Tôi thì nghĩ rằng á,
nhỏ đó nó phải cảm ơn cái lần nhảy cầu đó. Nhảy cầu như vậy nó mới ra sự việc. Rồi cuối cùng á hả, là đã lấy được một người đàn ông khác. Đó, thế nên là mình không có biết được những cái lời nói ngôn tình mỹ miều đó, khi mà sống cùng với nhau đó, thực hành bao giờ nó cũng khó hơn lý thuyết hết đó. Đó, thế nên là các bạn á, cứ sống từ từ chậm chạp, đừng có đưa mình vào những cái hoàn cảnh khổ để rồi mà thấy khổ. Những cái mối tình mà nó gieo từ một cái nhân bất chính, nó không có mang lại hạnh phúc cho mình đâu. Rất là nhiều các cặp đôi bỏ vợ bỏ chồng để đến với nhân tình, nhưng sống với nhân tình không có được, thậm chí còn không có lấy nhau luôn á, nhưng mà nó phá tan gia đình luôn. Ông chồng đang ở với bà vợ, bỏ bà vợ, nghĩ là đến với người thứ ba, lấy người thứ ba thấy ngon cơm quá, đến nhà người thứ ba ở thời gian ở không được, bỏ nhỏ thứ ba đó rồi quay lại với vợ, bà vợ cũng không thèm nữa. Tại sao? Cái tình cảm nó vỡ đi rồi. Rồi cũng có trường hợp nhỏ người thứ ba tưởng là cái ông kia có tiền có bạc, kêu ông đó bỏ vợ, ông này thì say tình về bỏ vợ, xong cuối cùng á bà phát hiện ra ông này không có cái gì hết, vợ toàn là nhà đồ của nhà vợ không, mà đứng tên vợ đứng tên giùm chứ không phải nhà của vợ luôn. Thế là cuối cùng ly hôn xong, ông này ông đi ở trọ, ông ở nhà thuê, tại vì ông không có ở trong cái nhà đó, nhà đó là vợ ông đứng tên giùm mấy chị em, chứ bà vợ bà đâu có quyền bán. Thế nên là ly hôn xong ông đó ông trắng tay, rồi con người thứ ba cũng chạy luôn. Rồi bắt đầu người thứ ba rồi bắt đầu bỏ chạy, rồi ông này cũng chạy về với vợ, vợ nhất định không quay lại nữa. Đó là những cái người đàn ông phá đi cái phước đức của mình. Đáng lẽ mình sẽ có một cuộc đời rất là hạnh phúc, mà đa phần những người đàn bà mà bị chồng bỏ là những cái người đàn bà đoan hoàng, tử tế, truyền thống, yêu thương chồng con. Nhưng mà tôi nhìn với cái cặp mắt của một người mà đã lĩnh ngộ được những cái vấn đề trong cuộc sống, thì tôi thấy rằng những cái người đàn bà đức hạnh, đoan hoàng, tử tế được chồng bỏ thì họ quả là họ có phước. Vì họ là những cái người phụ nữ đức hạnh như vậy mới được bỏ. Bỏ vì sao? Bỏ để cho họ đau khổ. Đau khổ thì họ mới tìm đến cái con đường tu. Khi mà họ tu được rồi, họ thoát khỏi đau khổ rồi ấy, thì họ bắt đầu có một cái cảnh tái sanh sống sướng hơn, sống chân thật và sống bình an hơn. Đó là những cái giá trị của người nào mà thoát được khỏi đau, họ mới nhận được điều này, họ mới cảm được điều này, họ mới có cái trải nghiệm không có đau khổ nữa. Còn những cái người mà đang say tình, say yêu, say ái thì luôn luôn tìm mọi cách để mà gắn kết, làm sao để tôi yêu được cái người đàn ông đó, tôi phải có được người đàn ông đó, tôi phải đạt được anh ta, cho dù anh ta không yêu tôi cũng được, không sao, tôi phải có được anh ta, làm mọi cách để có người đàn ông đó, mặc dù người đàn ông đó không có yêu mình cũng chẳng sao hết. Họ sống trong cái ích kỷ của mình, rồi họ càng khổ đau hơn là khi mà nhìn thấy người đàn ông kia chẳng yêu mình mà cứ yêu người khác, ghen tuông, tức giận, làm cho họ sân si, mất ăn, mất ngủ, trầm cảm, sống mà tư tưởng nó không thông á, con người dần dần nó bị quẫn, bị loãng. Đặt ra cái câu hỏi mà ai cũng biết, mà nếu người bình thường thì có biết không? Biết. Vì sao vậy? Đau khổ quá, sống lâu ngày trong đau khổ nó làm cho con người ta không được thông minh, mà người ta lại không nói những cái lời thẳng thắn, không nói những cái lời sáng suốt, làm cho cái người ở trong cuộc cứ u mê mê, cứ xoay mòng wow, cái đầu wow, như vậy đó, không có tìm ra được cái hướng giải quyết cho cái sự việc của mình. Rất là cảm ơn các bạn luôn tin tưởng, luôn đồng hành, luôn yêu thương kênh Sống Tình Yêu. Những cái lời nói có thể là sắc bén nhưng mà thẳng thắn của tôi đem đến cho người phụ nữ cái sự sáng suốt trong nhận thức. Xin các bạn đừng có sống ảo, hãy nhìn nhận về cái cuộc sống của mình để tìm ra cái cách thoát khỏi khổ đau, chứ đừng đưa mình vào những cái nghiệp chướng khổ đau. Yêu một người đàn ông mà họ không yêu các bạn thì các bạn nên dừng lại để yêu chính bạn. Và bạn chỉ cần có một lý do để tồn tại trong vấn đề của bạn thì bạn mới thực sự là cái người tu hành. Thực ra mà nói á, hôn nhân á, nó cũng là một ngôi trường, nó cũng là một ngôi chùa để cho bạn tu hành. Từ những người phụ nữ không biết làm gì này, rồi từ những người phụ nữ ích kỷ nhỏ mọn này, những người phụ nữ sống không biết sống cho ai, không bao giờ cho ai cái gì, nhưng mà đã sống vì chồng vì con, rồi sống rất là đúng đạo làm vợ nhưng mà được chồng bỏ. Tôi luôn dùng cái chữ là được chồng bỏ, chứ tôi không có nói là bị chồng bỏ. Bởi vì những người đàn bà thoát khỏi khổ đau, được chồng bỏ mà họ có được sự bình an thật sự trong tâm, họ tìm đến cái sự giải thoát bằng tôn giáo, thì họ thực sự là người đàn bà có phước. Rất chúc mừng cho người đàn bà nào bước qua được cái sợi dây ái dục, bước qua được sự khổ đau và luôn sống trong một cái sự sáng suốt các bạn nha. Rất chân thành, rất là trân quý những cái nhân duyên các bạn đã tìm đến với tôi. Xin chào và chúc cho những người phụ nữ xem kênh, lắng nghe kênh của tôi ngày càng được sáng suốt, ngày càng được viên mãn, ngày càng được thanh thản, ngày càng được bình an trong cuộc sống mà bạn đang rối trí, đang bất an với cái vấn đề là chồng ngoại tình các bạn nhé. Xin chào.